Kem dưỡng ẩm Embryolisse được biết đến là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời và bảng thành phần vô cùng an toàn của dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm Embryolisse đang nổi đình nổi đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác bên dưới mô tả video này có số điện thoại zalo của shop bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé và dưới phần mô tả shop mình cũng có để link video phân biệt Nhắc đến kem dưỡng ẩm Embryolit, chúng ta phải kể đến nhiều công dụng nổi bật của em này, khiến chị em mê mẩn khi sử dụng em nó, đó chính là giúp dưỡng ẩm chuyên sâu suốt 24 tiếng, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị khô da, bong chóc làm mềm mịn da hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng, với chiết xuất thiên nhiên giúp làm dịu và phục hồi da hữu hiệu. Hơn nữa, kem dưỡng ẩm Embryolit còn một công dụng tuyệt vời, làm điêu đứng các nàng thường xuyên phải make up, đó chính là khả năng giúp cấp ẩm nhanh và tạo thành lớp màng ẩm bảo vệ làn da. Ngoài ra, kem Embryolit được chiết xuất với thành phần đặc biệt, giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho làn da làm căng mịn da, sẵn sàng cho bước trang điểm và giúp cố định lớp trang điểm, duy trì độ ẩm để không bị gãy nền hay tụt phấn loang lổ nhé. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có thể sử dụng như một loại kem tẩy trang, với hiệu quả vượt trội, giúp loại bỏ đi lớp dầu thừa, bị bẩn, make up nhẹ. Đồng thời, em này còn giúp lỗ chân lông thông thoáng hạn chế sự hình thành của mụn và phục hồi tế bào tổn thương, thúc đẩy tái tạo tế bào mới, nuôi dưỡng làn da của bạn trở nên căng bóng, rạng rỡ, tràn đầy sức sống như gái 18 vậy. Với những công dụng nổi bật mà sóc giúp bạn trẻ đẹp bên trên, thì kem dưỡng Ambriolit rất đáng để trải nghiệm và chị em cũng có thể cảm nhận sự khác biệt trên làn da của bạn ngay nhé. Kem dưỡng ẩm Ambriolit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Emgiorlist hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.